quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Tuyệt chiêu gội đầu đơn giản để đầu tóc bạc nhanh chóng đen trở lại. Nói đến mái tóc bạc, trước tiên hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến người cao tuổi. Nhưng trên thực tế, bây giờ hiện tượng đầu trắng gặp ở những người trẻ tuổi ngày càng nhiều. Một số người do di truyền, còn một số người do môi trường trong và ngoài cơ thể tác động. Sự xuất hiện của những sợi tóc bạc sẽ khiến cho bạn trông già đi nhiều, và chúng ta thường có thói quen tìm đến các biện pháp nhuộm tóc. Nhưng thực sự việc làm này không hề tốt cho sức khỏe. Sau đây là một cách làm hoàn toàn tự nhiên, lại tiết kiệm chi phí. Chỉ cần gội đầu, mái tóc của bạn sẽ dần đen trở lại. Dùng lá cây bách để giảm bớt tình trạng tóc trắng. Lá cây bách có thể được sử dụng để tăng cường chức năng trao đổi chất của năng lượng. Dùng lá cây bách gội đầu không chỉ gội sạch đầu bình thường mà còn có thể loại bỏ gầu, kích thích tóc mọc nhanh. Phương pháp này hoàn toàn tinh khiết từ thiên nhiên, không có bất kỳ chất phụ gia hóa học nào, sử dụng an toàn và cách làm cũng khá đơn giản. Về cách làm, đầu tiên lấy một ít lá cây bách tươi ngâm với dầu trắng trên 60 độ, ngâm khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn. Trong thời gian này duy trì tần suất mỗi tuần lấy ra lắc một vài lần để các hợp chất trong lá và rượu hòa vào nhau. Ngâm sau 1 tháng là có thể đem ra sử dụng. Cách thức sử dụng cũng rất đơn giản. Trước khi gội đầu, dùng nước rượu trắng ngâm lá cây bách bôi ướt tóc. Khoảng nửa giờ sau đó gội đầu lại bình thường. Tuân thủ cách này mỗi ngày một lần, mái tóc đen dài sẽ quay trở lại. Ngoài ra còn có một cách là trực tiếp sử dụng lá cây bách phơi khô, nấu sôi rồi để nguội và gội đầu. Phương pháp này cũng có lợi cho sự phát triển của mái tóc đen. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.